Con là Lê Thị Hiền, 56 tuổi ở xã Trà Tân. Dạ. Con đến đây thì cũng nhờ trước thì con kính lời Đức Chúa. Bắt lại với lời cơ gì nói ngay. Dạ, rồi con đến đây cũng nhờ chị em dẫn dắt nâng đến Chúa. Với cha thì con cũng cầu xin cha với trong đoàn cầu nguyện cho con được mau hồi phục. Dạ. Được ơn gì? Dạ, con được ơn là con của con là đi được 3 lần ngay rồi ạ. Mà con cũng thấy cũng đỡ vậy. Dạ. Dạ, bị té xe tay chân vẫn còn yếu vậy. Dạ. Dạ, hiện nay con xin... Rồi, con lấy cuốn sách về cho nó té xe, nó không đi chơi được, nó lấy sách ngồi để đọc nha. Một bộ, rồi. Té xe không được đi chơi, ở nhà đọc sách càng tốt. Nha, rồi, còn con. Rồi người cuối cùng, tại vì chúng ta còn không còn nhiều thời giờ.